Xin chào tất cả anh em nha. Em sẽ quay review giới thiệu cho anh em mình xem một con xe cắt cỏ 3 bánh. Con này chạy động cơ xăng nha anh em. Kawasaki FC180V. Con này hàng nội địa Nhật nha. Đây. Và model là SRV62. Đó, made in Japan nè. Ok. Bánh vỏ nó xài vỏ 350/6. Tay. Ôi xe tải vô hơi gì kìa. Đang chạy dẫn qua đây. Xe tải chạy vô luôn á. Dẫn qua đây đi. Rồi chạy qua đó. Con này anh em mua giờ mình làm cỏ đâu ha, cực kỳ rất ngon nha anh em. Con dao này nó xài một lưỡi dao. Nghe lại. Chạy ra đây nè. Ba bánh nha. Bánh trước thì anh em đẩy nó quẹo qua quẹo lại. Nghe vô hả? Cơ xăng Kawasaki. Con này dàn máy đẹp nha anh em. Thâm nhớt này, này thâm nhớt xăng. Con này nó một dao nha, một lưỡi. Một lưỡi dao. Đó, dao. Rồi thử chạy đi. Nhà lốc nè. Lốc một số nè. Này chăm nhớt xài nhớt đây số lốc máy đó. Rồi con này nó mấy số? Hai số chạy. Có về con về hai số chạy tới đây. Đừng có lên ga lắm nhiều. Mà anh em chạy là bánh nó tự lái ở phía trước luôn. Nó chạy tới lùi lại. Không có số dê hả? Con này nó hai số chạy tới thôi. Thử cắt cỏ đi, thử dao đi. Dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Gắt dao, gắt dao, gắt dao. Gắt dao đi rồi xong dỡ lên. Gắt con dao á. Rồi. Xong rồi dỡ lên cho nó quay. Quá dao nè. Rồi quay dao đi. Cái dàn dao chạy rất im nha anh em. Không có gì hết. Im ru à. Xe này di chuyển nhẹ nhàng thuận tiện anh em di chuyển cũng rất là dễ luôn, nó nhẹ, trọng lượng chắc cũng tầm trăm mấy ký, mấy chục trăm ký à. Động cơ Kawasaki OHV nè, máy đời mới nha anh em. Rồi tắt đây được. Có anh em nào mua thì anh em gọi qua số điện thoại 0933351776 nha, hoặc là 0913719579 nha anh em, để biết giá cả con xe này nha. Anh em nào muốn xem trực tiếp thì qua địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Dương, thị trấn Gia Dương, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.